Vâng, thưa sư đây, bọn bọn tưởng ngọt nè, ngày nay dừng cái lòng hát Unit 7, DMP Food, okay, now look at part A, breakfast, lunch, and dinner. Number one, look at the pictures, complete the puzzle with food words, what's the mystery word? Okay, mình riêng bị mysteries. Bịa đại chia bịa ác cầm băng. Ok, dương mơ number one, cheese. Number two, dương mơ number two món bốn miền rụt hiệp nền nâng ấy. Chẳng những khuyên banana. Ok, bananas. And number three, dương mơ number three, ấy kia đất bốn. Yeah, cereal, right? And number four, miền tí. Oh, number four, this one. Yeah. Number four, I do for number four. Collect more number four, this one. Rice. And number five. Yeah, number five, this one. Noodles. And number six, potatoes. Number seven, this one, apples. Right? Yên lần ngất, đấy nè. Tập tốt bây giờ bằng quên bị năng ở hóa dương mơ trăm lọc đá này. Tại vì khuyên bị ấy vốn, nhưng khuyên bị ấy tới. Ngày năng ấy dương hào mystery word. Bên máu tranh bị mùi năng đá này. Dạ, bị năng đá năng cứ carrots, right? Carrots, a mystery word. Now move to part two, complete the sentences with the words from exercise one. Yeah, dừng cho P exercise 1 cho mặt phương vĩnh. Number 1, Lin usually eats noodles at her favorite Chinese restaurant. Noodle. I can't eat dairy. Okay, dairy. Aha, that will be chiếc tự đọc cô. So, I never eat cheese. Carl's favorite food is fruit. He eats that don't fly chur mean either. Pia mình cứ mean bananas hay nâng apples, right? So he eats bananas and apples every day. I usually have milk and fruit with my, okay, để mơ đặt pia ấy with my cereal in the morning. Number five, yeah, chứ mơ bà lại nữa, chẳng. Potatoes and carrots are my favorite vegetables. Number six, Tanya's favorite grain. Grain, I had that for free. Crop thứ nhì chiệt. Chẳng is rice. She usually has it with beans. Yeah. Okay, now move to number three. What food do you eat? Write two example for each group, or I don't eat. Yeah, for example, I eat bananas and apples, or I don't eat fruit. So, can you do it for yourself, right? So, what kind of fruit do you like? What kind of vegetables? And do you eat meat? And what kind of meat do you like? And how about dairy? Dương sắp tập viện đang dương riêng ở hơi nữa mà ha còn ở năng dương click ấy dương từ mưa lập làm vinh từ mà click từ mưa mê riêng tìm pel nắng bạc mê riêng tìm pel mưa hết từ riêng từ xe riêng bậc cao ưu ti ho nắng ở mà sắp từ vượt bục nắng chụp on do từ print chạy hết bảo miền kia dương copy chạy kia máu và copy chạy kia một bàn bàn nè máu một kẹt dương là bây giờ có bàn do tới phở, cái này bà con chưa chờ tới bà sinh nhật bà con ăn phở tí, bà con chơi với gì co, bà con chơi bịa, prapra nên không sợ phơi nên ăn chấm bát tí, bà con riêng mà thơm nên cứ special này, chẳng phơi lồng hát hai miền sầm nua ấy, bà con ai lược làng xu chờ đánh đầu nghề bàn, nên dương riêng tới dương chấm bát lo cho mọi người cam prapra bà. Okay, move to section 5, complete the answer. Use some or any. Do you have any carrots?
No, I don't have any. Do you have any fish? Dạ mơ, bây giờ miến. Dương đạp mơ, yes I. Yes I, yes I do. Yes I do. Or yes, yes I do, I have some fish. Do we have any apples? Yes I do. I have three apples, for example. Does Ivan have any cereal? No, he doesn't. Right, right? No, he doesn't. Do they have any beans? No, they don't. They don't have any beans. Does Lorena have any rice? Yes, she does. Yeah, yes, she does. She has some rice. Okay, so now move to the next one, section six. Complete the conversation with an, any, or some. Sắp tới chia lông hàm tay chờ thọp đã ở phở hai. Yeah, chờ thọp đã ở phở. Ngày nay dừng phở thang tiệt nữa. Okay, number A, what do you usually have for breakfast? I usually have some cereal. Do you have any meal with it? Yeah, ta nạc nhằm cho mùi tự đọc cô ấy. Do you have any meal with it? Yes, I do. And do you eat yummy fruit? Cảm ơn dương năn khao non chẳng đã ơn đừng ọt thở rồi. Miên là xăm hơi nâng any đi. Và xăm hơi any dương mơ bây giờ xong nuôi chẳng cứ any ơi. Do you have any fruit? Sometimes, I usually have a banana or an apple with my cereal. Chiếc khao nào chẳng là mình dùng ra a banana or an apple, bởi vì mình ế tê. Bởi vì mình ế mình dùng ra xăm. Nói không plural nào nữa nè. Do you eat any rice? Your question did I? Do you eat any rice? Not for breakfast, but I sometimes have some rice for lunch. Okay, I make it with some chicken or some beef and some vegetable. Này sẽ xăm được off nè. And sometimes with an egg. Giờ mở. Tầm muối on mình egg chứng an egg. Really? Really? Yes, it's Korean food. And what about dinner? What do you usually eat? Well, I don't usually have any meat for dinner. I often have some pasta. It's my favorite. Phải nhé, bốn. Okay, now move to part 7. Look at Andrea's food and her shopping list. This one we call shopping list. Và từ về từ sáng on đã thuê list sản phẩm đào từ nhị văn làm sao đấy bà. What food does she have? Write sentences with some and any. Okay. Chẳng dừng mưa tu từ cọ bò niềng máu hay dừng prapra. Do grammar some hay any do mà pra. For example. Andrea has some tomatoes, you can see tomato, and she doesn't have any apples. Yeah, I mean apple day, chẳng she doesn't have any apples. Your meal when she has, yeah, this one, you know, you see this one, and this one egg, this one milk, she has some milk, and she has some egg, and how about bean? How about rice? Yeah, she doesn't have any rice. She doesn't have any beans. How about fish? So this one is fish, right? So it's a bit dark, so hard to see. Yeah, this one cheese. So she has some cheese. Yeah, she has some milk, she has some cheese. She has some, how about this one? Yeah, so it's a bit hard to see. That's okay, that's fine. Okay, now move to part A. Complete the list with your own information, then write sentences with some and any. I have
So can you open your refrigerator? Yeah, open the door of your refrigerator. Nhưng bác phía mơ bác tu tư cọ mơ bốn mơ miền ấy khá. Hay do you have shopping list? The list you have and the list you don't have. And so what is your plan? What are you going to buy at the mall or supermarket? List some activity you are going to do at the supermarket. So what kind of food are you going to buy today? Okay, now move to part B. I like Chinese food. Yeah, so look at this one, love, right? Really not like at all, and hate. Pịa này cứ strong mình tên á, cả là dân dưới hate, I hate you mà cứ strong á, con á. Này còn thật nhưng mình châu chật nẹ toàn từ xa vì mình này cực này này, vì cuộc khăn đá. I don't like you, còn mình vì còn áp châu chật á. Và nó vì mình cầm lăng tới tạm nâng chân dân mơ mà đoàn tiệt. Okay, we have Selby and Martin. And okay, now let us try to practice the conversation together, right? Let's make lunch. Do you like noodles? Ta dương phơ ấy nhằm hạt ngày trọng, chẳng dễ chẳng. Ta nè, chú chất nhằm noodle this, mì tiêu. Rồi có mì anh chẳng ra. No, I don't like noodles. How about Mexican food? Nè. Nên là biệt lược lang nào xong ấy muối á, bởi thật thì ở chỗ chất nhằm tái, nó chắc hào bào thì. Vì cho chất, ở chỗ chất thì điết hào bào chẳng nào. Rồi mua movie cái đó, kia chỗ chất, oh I don't like my movie. How about Thai, how about Korean, này chẳng á nà. Nên dừng chẳng nằm clear, biệt vào đó. How about Mexican food? Dừng mơ Mexican food, dừng mơ sang nhà kia nè, dạ. Chẳng bởi gọi chị, I really like ấy. Yes, I really like Mexican food. Okay, how about rice and beans? Nè, you know this one? I love rice and beans. Okay, rice and beans, we have some fish too. You know number four, Martin, I. How about chicken? You know, còn đã. Yes. Một mớ. I hate, nè. I hate fish. Yeah, we have some fish too. I hate fish. How about chicken? Yeah, mới gọi đã. I don't like chicken at all. Yeah, I don't like chicken at all. How about beef? Mới this one. Chẳng giờ mới nè. I like beef. Let's have rice and beans with beef. Okay, now move to part two. Complete the conversation with your own information. Use some of the expression from exercise one. Chẳng biết sự điện kia đại đế phổ nè. Expression bị exercise one dùng cho một phần phần máu. Okay. Chờ mù từ mùi tiết. Dùng một part C. Ta kia ao dùng phụ ấy part C. Meals. Nên dây bị à há. Phụ ông đang nói à há. Dân chạy chân chịp bấy. Cứ breakfast, lunch, hai nâng, dinner. Read the text, then label the picture with correct underline food words. Cái này dân bị label mà mặt ấy. Cứ ưu cho thay dân khuyên rụt chẳng ạ. Dân thử label với ấy kia đã so không năng máu. Chẳng hot dog, right? How about this one? How about this one? Lấy dương mơ ăn tập bọt tầng ọc nè. Chừng xong khánh dương mơ kì cù ai thằng kào nè. Kì cù dương thử mơ biện năng đón tiệt. Sometimes it's difficult to eat out with my friends. Eat out. Mình này tha nhằm nơi kháng kào. Cô bác nhằm kháng kào mùi mật phía. Everybody likes different kinds of food. Cô bác đôi xa tay mà nụ cục nến châu chật mà hào xinh nè. My friend John loves Asian food. He likes dumplings and he really likes sushi. You must Sandy even usually eats pasta. She loves spaghetti and noodles. Jake, her brother, likes American food.
He usually have a hot dog or a hamburger. Louis like tacos, but his favorite meal is breakfast. He loves cereal, eggs, and pancakes. And Kristen is always on a diet. Yeah, hi Kristen is always on a diet. Dân cua tay ăn ở lại biển này máu. To be on a diet, mình này thật to mà hả? Và bà bố nhằm về là nghĩ đến chúng ta cái tóm cái ẩm tư tì, cái ẩm nhằm tì. Ây à hà, khlanh à hà, ây ây chấn. Mình sạch ra nấy cái khlanh lên cái lô ấy chấn, cái ẩm nhằm đấy chấn. Biển nó cứ on a diet, yeah, tóm. She only eat soup and salad nè. Tóm chấn niên nhằm ta soup hay nâng salad tại mùi cút. Yeah, tại bọn nó hỏi mình nhằm ấy xe anh kào bì nâng tì. Cảm ơn ấy kào bì nâng ẩm nhằm ấy. Khlanh thọt. It's terrible. How about me? Well, I eat anything. Nhóm ấy của nhóm này. I love all kinds of food. Chẳng gọt sửa lắm. Của gọt cầm bằng hộp ấy của gọt nhóm đấy. Chẳng ấy dừng mà mơ việc đại kia cụ tới bồn mơ number one, hot dog. Number two, salad. Number three, sushi, right? Japanese food. And number four, pancakes. Number five, spaghetti. Number six, dumpling. Yeah, chẳng hạn dumpling. And number seven, soup. Number eight, hamburger. And number nine, tacos. Yeah, bây này Mexico on tona đại thọp từ nhằm chán chui prap phong mà. Dường hiện nơi tràn và nơi tràn như này có trời tập chọc đấy. Number two, cross out the word that doesn't belong in each list. Number one, pancakes. Vì ở nơi không cồng, chẳng dường cross out nó nữa. Yeah, number two, dường mà Italian food, chẳng bìa pizza, spaghetti, chẳng hot dog, ni chào nó. Chúng mà in a salad, nơi không salad bánh, chẳng đại ấy bốn, chẳng dường ở đây đã sụp nông salad đấy. Yeah, my Japanese food bên chân taco cù máu. In soup, nếu không soup với anh dân là đạ salad bè, dân salad. Yêu bà noodles and chicken. Number three, correct the mistakes. Yêu mơ clear nâng khó hóa kìa dân cái. Number one, Brenda eats everyday pizza. Chân thông đá object với thần nơi chọc verb. Yeah, it's something. Yeah, hoa dừng vô adverb mà đã cõi bình. I met its tacos once a year. Yeah, click ở mũi. Once a year. We don't eat meat very often. Yeah, đã very mà môn mắm. Andrea eats cheese 2 a month. No. Kết bảo chẳng ai thú, kết bảo kì mình bị kế, dừng twice. Twice a month. Never Linda, chẳng Linda never eats vegetable. They have dumpling 4 times a week. Yeah, times. Okay, four, so call the correct word to complete the conversation. How often do you eat sushi? Yeah. Giờ mới how often thì mỗi nhá. I don't eat sushi very often. You know, very, very often. How about you? I eat sushi once in a while. Yeah, once in a while, một đô một cáo. Once in a while, một đô một cáo. Kevin and I go to Japanese restaurant 3 times a year. Yeah, 3 times a year. We go twice a year. Mực lại nâng, yeah, 3 times a year. Okay, Alan, my family never eat out. We cook at home every day. Really, I don't cook very often. Very often. Kevin cooks twice a week. Yeah, Kevin cooks twice a week. But we usually go out. We usually go to restaurant. Five met the sentences that have similar meanings. Okay, we mean này được nghĩa. Chợ hai chấm lòi ao tại một đó cứ number one, okay, C, number two, E. You
Kale doesn't eat spaghetti. E, he never eats spaghetti. Chẳng mình nhâm hay never nữa, đôi khi. Marco eats spaghetti every Tuesday and Friday. Chẳng pi đong nong muối sập đá ta. Nên sập đá ta pi đong này chẳng cứ dùng mà bì twice a week. Yeah, eat spaghetti twice a week. Mình này đôi khi. Mr. Lee eats spaghetti three times a year. Chẳng bay đong nong muối năm. Dùng mà bay đong nong muối năm. Chẳng dùng mà ai mà cầm rò nhầm mà he eats spaghetti once in a while. Đồ mà cả. Weather has spaghetti once a month. Makai madong. Jung ni 12 times a year. Jung dopi dong knong mui, knong mui chanam. Makai madong, and jung. Okay, now move to 6. Look at Karen's answer to the quiz, then answer the question. Yeah. How international is your diet? Nè, ta hà bò nè nó vừa miền lẹ lại chị ăn lại chị chẳng mệt tới. Phòng đá dừng chúng cá dừng châu chất giờ mới. How often do you have Brazilian food, Colombian food, Japanese food, Korean food, American food, Italian food, Greek food? Dừng ăn tại nhà hà mẹ dưỡng là chẳng dừng nhà ta bò tê hà bò tê. Chẳng như mơ tam nắng như mơ American và every day hay Japanese twice a week, Brazilian food once a week hay năng Italian food đấy once a week hay mơ twice a month pi đong nong một khai Korean food hay once in a while mà đong một cá Greek food hay Colombian food như mơ never eat Colombian food. Chẳng dừng cho mọi tờ xe nơi khẳng khảo nè. Đó là cái xua dừng tha. How often does Karen eat Brazilian food? Dừng mơ 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 Brazilian food nè. Dừng mơ once a week. Mà đón không ngồi sắp ở đá. Right? Chẳng dừng tờ xe. She eat Brazilian food once a week. How often does she eat Colombian food? Colombian, chẳng she never eats Colombian food. Chẳng chloi tam nung mon na ba. Okay, number 7, how international is your diet? Answer the quiz with your own information, then write sentences with 5 expression. Ani cứ su pi khluon aing veng. How often do you have Mexican food? Chẳng thích mà. Bơ chẳng ot đai tê, never mà na. How often do you have Peruvian food? Yeah. How often do you have Thai food? How often do you have Turkey food? How often do you have French food? Rồi cô dùng trong đặt một hộp khmer ấy chẳng dùng. How often do you have Khmer food? Thay máu nắng. Ok. Điên cho lâu, điên là dễ thay khuôn ai ở màu. Ok, move to letter D, favorite food. Look at the photo in exercise 2. What kind of food is it? Yeah, you mơ hỏi chloi ta prepare một hộp ấy kia nè. Prepare một hộp ấy đá. Chẳng đăng prepare một hộp ấy dừng an mó. Read the text. Then answer the question. How often does Isabel eat at a Chinese restaurant? Ta Isabel nhằm ha nơi phụ dân tham chân nâng chỉ nhật nhọt tế. Who makes Mexican food? Ta nà ná thưa Mexican food. What's Isabel's favorite recipe? Recipe ní cứ đọc biếp rưu có vị thi thơm hộp. Vị thi thơm hộp dân hào recipe. Easy Chef Forum về tí cá trong phần đòi thơm hộp đòi nghi sưu lớn á. Chẳng dừng mơ tầng ọc niên tình mơ nâng lọ đấy ná, tẹo tầng ăn tập bọt chẳng. So, what do you usually eat? Ta nè, chị tu tơ nhằm ở vầy đá. How often do you eat out? Ta nè, tơ nhằm càng cao nhập nhọt tí. What's your favorite recipe? Ta nè, cho chất phương mục mà hộp ấy đá.
We want to hear from you. Dương trong lưu bị nè. Lấy dương mà Isabel và Chloe nè. Bà. In my family, we usually have a well-balanced diet. Nếu bà ôn riêng biệt này là ổn á. Well-balanced diet. Cứ mà hô bà ha đại miên to dạ phiệp. Dương nhằm bà lai, miên sạch, miên trầy. Miên phai chơ, ấy chăng miên nắng chơ. Dương hạc bà lên này. We eat vegetables, fruit and grains every day. We eat chicken about 3 times a week, and we eat fish once or twice a week. We hardly ever have beef. We eat it once in a while at the restaurants, but we don't eat out very often. We do have some special days though. Once a month, we eat out with our children at our favorite Chinese restaurant. The dumplings are delicious, and my mom comes over and make Mexican food twice a month. My mom comes over, nâng cư mò lên, bà. Mạc cho mò lên, hỏi thư, aha, Mexico, ôi nhắm, bí đón, nông mùi khai. Here my favorite easy recipe. Wiggy pizza. You mơ got pizza diet for people na. Get some Italian bread. Dương tinh bread mà, Italy. Put vegetables on top. Đặt bần lại nơi khăn lớ. I use pepper, tomatoes and onion. Nhâm bà một tí. Tomato, bình bó hoi nâng, tâm răng. Then add cheese, cook it in the microwave for 1 minute. Delicious. Bắt đầu máu, add the time cheese. Ok, dương score cheese hay. Hãy chấm ăn ở trong microwave profile for 1 minute. Đã mùi nít tí. Delicious. Bất chí ngành men. Ok, bọn có trừ chào lời xong nguồn đi đây. Chẳng chờ ọt đại áo tế. Bọn ăn bị bày đồ máu. Hãy chào lời xong nguồn đi. Rồi dừng ổn mà nè. Dừng chọc bằng nâng. Và thầy cốt dừng nâng cài lùng hạt mối tiệt. Hơi chụp ổn tới thư lùng hạt nâng nông class vực phóng. Và ok, thank you. Bà ổn ban mơ video này hơi chụp ổn lạch mà nẹ mùi phóng bà. Lạch mà nẹ mùi. Ok, open chân.